Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh review mẫu xe dây này. Em này sản xuất năm 2001 bản GL. Cô chú anh chị ở nước sơn đẹp lắm. Đi đôi là hai cụm đèn rin nguyên bản của dòng dây nè. Trước sân rin còn, đi đôi là bộ tem rin nha. Được cái thùng mình em này cứng, rất là chắc luôn. 85A08409. Máy em này đâu đó chỉ có 1.8 thôi. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này nằm cho cô chú anh chị rơi vào 9 lít quay đầu. Sơn si rồi cô chú anh chị, thùng mình vẫn còn chất sơn rin nè. Bà con thấy nước sơn đẹp không? Em này xanh nước biển cô chú anh chị nha. Nguyên bản của em này là mâm sắt luôn. Từ phần kính chắn gió cho đến tất cả phía sau là rin hết toàn bộ. Đây cô chú anh chị nè, kính của Toyota nè, đinh bấm nguyên bản của dòng kính. Không có dấu hiệu là thay thế nha. Mẫu xe ít tiền, mẫu này thì nồi đồng của đá. Hợp với những cô chú anh chị nào ít tiền mua về che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi 7 chỗ. Cái dịp Noel sắp tới rồi, không khí bên ngoài nói chung là nó cũng khá là xe lạnh, cho nên bà con mua về phục vụ cho gia đình nha. Kết hợp bề các chân đầy đủ tính năng này. Được cái em này vô, quan trọng là cái máy móc đó. Đời 2001 chủ nhà giữ được toàn bộ cái đồ rin của em nó đến tuyệt vời luôn. Đây cô chú anh chị, em này là 2001 nè. Đi đôi rồi ghế nỉ nó còn nguyên bản nè cô chú anh chị thấy không. Ghế nỉ là mới tinh luôn nè, chừng anh lột ra cho bà con coi nè. Đó ghế nỉ nè, xanh rì luôn. Chủ nhà cũng kỹ, người ta bọc lại toàn bộ thêm một lớp da bên ngoài sạch sẽ cho bà con cô bác rồi. Máy lạnh trợ lực đầy đủ nha. Bốn cánh cửa tắp bi là hầu như là nguyên bản nguyên rin hết. Mẫu này thì giá tiền nó rẻ thôi. Được cái đồng nó còn nguyên bản. Cái đồng rin lắm bà con ạ. Bốn cánh cửa là chỉnh điện hết toàn bộ nè. Sạch sẽ chưa? Đó, 7 chỗ ngồi nha. Khá là rộng rãi luôn. Đây cô chú anh chị nè. Ghế nỉ nó còn nguyên bản nè. Đó, nó có di lông phía trong nữa nè. Cô chú anh chị thấy kỹ không? Ở đời 2001 á, phía sau là hai chỗ ngồi sạch sẽ nha. Em đây là trần nỉ nè, trần nỉ nguyên rin hết, dàn lạnh nguyên bản của dòng GL. Đó, mẫu xe sạch sẽ bà con. Đi xe thì ok, bên chợ sẽ bao đi xe cho cô chú anh chị. Quan trọng cô chú anh chị mua xe cũ á, cái chất máy nè, cái chất gầm nè. Anh chị thấy kính không? Kính của đời 2001 là không tì vết luôn nè. Không một vết xước luôn. Đinh bấm nguyên bản của dòng dây GL nha các bà con nha. Hai cụm đèn phía sau là halogen thôi. 85 phanh rang. Một mức giá cho anh đưa ra cũng rẻ tiền cho bà con nha. Em này là 130 triệu bớt cô chú anh chị 5 triệu. Được chưa cô chú anh chị? Từ phần móc treo đồ ở trên trần, máy lạnh mở phát lạnh sâu luôn. Máy lạnh cực kỳ là lạnh. Dây đai bảo hiểm an toàn thì sao ạ? Đầy đủ luôn. 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn hết cho cô chú anh chị nha. Đó, sạch sẽ. Mời bà con cô bác trải nghiệm phần máy nè. Anh chị thấy nước sơn nhìn rất là tươi. Đây nè cô chú anh chị, toàn bộ là chất sơn rim nha. Đây là chất sơn rim của hãng luôn nè. Option nội thất ở trong. Trợ lực em là nhẹ lắm, trợ lực rất là nhẹ cô chú anh chị ạ. Và đây có hệ thống gương chỉnh điện, có đèn gầm, các tính năng đang hoạt động luôn. Tua máy nè. Anh chị theo ngồi một chỗ mà nhồi 4.000-5.000 vòng. Bà con có mua cái xe mắc tiền mà chất xe nó không có thì cũng như nhau. Còn đi mấy cái mẫu này chất xe nó có thì bà con chạy cực kỳ là sướng. Nè, máy lạnh mở phát lạnh ngắt cô chú anh chị ạ. Hệ thống ưu tiên, hệ thống sông kính, đầy đủ các tính năng rồi. Được chưa bà con cô bác? Mời cô chú anh chị trải nghiệm tiếp tục vô phần máy cùng với Trần Anh nha. Đó, sạch sẽ lắm. Được chưa? Keo là keo rin hết toàn tập, không cứng không lỗi. Vỏ nè, vỏ tương đối là khá mới nè cô chú anh chị, cặp vỏ đầu mới 90% luôn. Như bốn vỏ chủ nhà thay mới. Nguyên bản là mâm sắt gầm bọc ở trong nè. Không có đâm ve nha. Anh chị thấy gầm không? Gầm đẹp không? Gầm khá là đẹp. Với một cái mức giá cực rẻ như thế này. Đăng kiểm tháng 6 năm 2023. À, cô chú anh chị coi được cục máy nè. Cục máy là bao phê. Máy nội êm ái lắm. Không cứng không lỗi. Đời 2001 là lốc lạnh nó còn nguyên bản. Từ mười mấy 20 năm là lốc lạnh nó còn nguyên như thế này. Chạy thời gian thì mặt nắp cam cò có canh chỉnh nha. Đó là Trần Anh báo luôn cô chú anh chị ạ. À, dòng này sử dụng qua hệ thống Lenco. Số rin, mặt nắp cam cò có canh chỉnh. Được chưa cô chú anh chị?
Em này xài toàn bộ hệ thống bếp phun, 4 cây bếp phun nha bà con nha. Và đây là ổ ga FI nguyên bản của dòng xe dây này. Thông số kỹ thuật thì em này chỉ có 1.8 thôi. Anh chị thấy đồng đẹp không? Đồng tôn khá là ok luôn. Chất nụi hai bên là không có đâm phe. Mạc tem của dàn trước là nguyên bản. Đi đôi là hai cụm đèn rin luôn nha cô chú anh chị nha. Nắp cabo nè, bao phê. Nắp cabo là keo chỉ là rin hết. Mời bà con cô bác trải nghiệm phần máy nè. Chị thấy máy êm không? Máy nổ êm rung. Sạch sẽ nha bà con. Giá chỉ có 125 triệu thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Hàng đẹp chất lượng là ở đây cô chú anh chị ạ. Tiếp tục cùng với những anh trải nghiệm phần gầm. Đây là phần gầm này. Em này là số rin à. Cô chú anh chị thấy phần số không? Số của em nó khá là khô réo nè. Đó, dây 2-1 hơn. Cọp lắm nha cô chú chị nha. Gầm bọc ở trong nè. Khô réo sạch sẽ không? Ok chứ, gầm rin nha. Đây là gầm rin nè cô chú chị nè. Không một tí gọi là một bọ dưới gầm. Đó, phần gầm khá là chất. Vậy thôi bà con có bác đam mê mẫu này, alo cho Trần Anh ô tô nha. Em khép lại chương trình tại nơi này. Trần Anh... see you and goodbye.